Chào các bác, hôm nay mình xin chia sẻ với các bác một chiếc lồng chòe của nghệ nhân Phục. Đây là hàng sưu tầm đã xuống màu theo thời gian như các bác đang thấy ở đây. Đấy, để nguyên mọc màu tự nhiên rất là đẹp. Và đây là cái hàng sưu tầm rất là kỹ các bạn nhé, rất là đẹp. Đấy, gối hoa như thế này, lồng nghệ nhân Phục. Đấy, cửa khóa rất an toàn luôn. Cái sàn cực kỳ đẹp luôn. Ưu điểm của cái lồng này là làm thứ nhất là form rất là đẹp, thứ hai là độ kỹ rất là cao. Đây là cái gánh này các bạn, và đặc biệt chiếc lồng này là đã qua sử dụng xuống màu tự nhiên và mọi thứ đều đẹp cực kỳ như thế này luôn. Đi xa hơn một chút để các bác có thấy được cái form đẹp cho các bác. Này size 45. Nếu mà chơi chòe than mà hot múa ở trong này thì tuyệt vời rồi. Đấy, tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, cầu hoa. Cầu cũng theo lồng luôn này các bác. Đó, cầu cũng theo lồng luôn. Rất là đẹp, đẹp đến từng chi tiết luôn. Đọc kỹ và chiếc lồng của bác làm thì phải nói là rất đẹp. Nó cầm lồng rất là nhẹ nhàng, phun cật luôn.